Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ngô Hoàng Official. Phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên 28 tháng 11. Thị trường có một phiên tăng điểm cực kỳ mạnh đúng không ạ? Với mức tăng điểm là 34,23 điểm, tương ứng với cả 3,52%. Thì phiên giao dịch này của Index của chứng khoán Việt Nam ấy, thì là cái phiên tăng điểm theo ghi nhận ở trên báo, đó là ngày hôm nay Index tăng mạnh nhất thế giới với mức là 3,52%. Thì chúng ta cùng hy vọng rằng trong cái tháng 12 thì Index sẽ có một cái kỷ lục cho việc tăng điểm, đó là tăng mạnh nhất thế giới, hoặc có thể là tăng mạnh nhất trong lịch sử, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã trải qua cả một cái giai đoạn thị trường lao dốc và có rất nhiều những thông tin xấu bủa vây. Ok, chúng ta cũng sẽ cùng đi vào xem những cái điểm nhấn của phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên 28 tháng 11. Đầu tiên thì trong cái rổ VN30 thì có một điều đáng chú ý, đó chính là Novoland phiên hôm nay đã được cứu thoát sàn, đúng không ạ? Và chỉ đóng cửa ở mức tham chiếu thôi. Nhưng mà với cái đà này thì khả năng cao là Novoland sẽ đóng cửa ở mức giá trần và phiên giao dịch ngày mai. Và những cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng ở trong phiên này thì cũng đang đa số cho chúng ta thấy được cái sự tích cực, đúng không ạ? ACB này, CTG này, HD Bank đa số đều tăng rất là mạnh. Đặc biệt là Techcombank thì đóng cửa mức giá trần. Vietcombank thì cũng tăng ở mức 5%. Chỉ còn có một mình BIDV là đóng cửa mức giá đỏ. Trong khi BIDV là một cái mã mà khỏe, gọi là khỏe nhất, gần nhất thị trường ở trong cái giai đoạn vừa rồi, thì hôm nay đóng cửa mức giá đỏ. VIX thì trong phiên có những cái lúc mà lên đến 67, có nghĩa là tăng đến khoảng 3-4% trong phiên. Tuy nhiên thì đến cuối phiên thì lại đóng cửa mức giá tham chiếu. Thì đây là một số những cái tiểu tiết nhỏ mà chúng ta cần phải chú ý ở trong cái phiên giao dịch mà thị trường lại tăng nóng như thế này, đúng không ạ? Trong một cái phiên thị trường tăng rất là tốt, nhưng những cái mã cổ phiếu khỏe ở trong giai đoạn vừa rồi thì lại đang cho chúng ta thấy một cái dấu hiệu của việc điều chỉnh, là đây là chúng ta phải chú ý và cần phải quan sát kỹ thị trường hơn ở trong cái việc giải ngân. Thì đối với những anh chị nào mà đã theo dõi Hoàng ở trong cái giai đoạn vừa qua ấy, thì Hoàng cũng đã có giải ngân một nhịp vào thứ 5 và thứ 6, ngày 17 và ngày 18 tháng 11 vừa qua, và chốt lãi toàn bộ tại phiên ngày thứ 3 tuần trước, tức là ngày 22 tháng 11. Và cho đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì Hoàng vẫn đang nắm giữ tiền mặt là chủ yếu, vẫn đang nắm giữ tiền mặt và có giải ngân lót ổ một số những cái mã về dòng ngân hàng và chứng khoán. Còn lại Hoàng sẽ nói chi tiết hơn về cái kịch bản thị trường, là Hoàng vẫn đang suy nghĩ rằng là thị trường nó sẽ quay trở lại điều chỉnh, bởi vì Index vẫn đang có hai cái gap, đó là 947 và 970 ở cái vùng này. Đây, thì lát nữa khi mà nói đến cái chiến lược thị trường ở trong tuần này, cũng như là chiến lược cái phiên giao dịch ngày mai, thì Hoàng sẽ giải thích một cách kỹ hơn là tại sao Hoàng lại view một cái nhịp điều chỉnh về test hai cái vùng gap này. Ok, chúng ta sẽ đi vào một chút cái thống kê của VPS70. Thì cái bảng thống kê này thì cho chúng ta thấy toàn diện được tổng quan thị trường 200 mã, gọi là 200 mã có thanh khoản lớn nhất thị trường, cũng như là cho chúng ta có những cái góc nhìn khách quan về tổng quan thị trường ấy. Đó. Thì đây là một cái link hoàn toàn miễn phí, anh chị có thể vào anh chị theo dõi, đúng không ạ? Ở vps70.nostock.vn. Và Hoàng vừa mới có bổ sung thêm một cái chỉ số, đó là đo sức mạnh thị trường.
Thì cái đo sức mạnh thị trường này thì dựa trên những cái nguyên lý như thế nào thì Hoàng sẽ giải thích sau, đúng không ạ? Anh chị nào mà có những xem cái bảng này thì có những cái khúc mắc cũng như là những cái câu hỏi thì hoàn toàn có thể inbox trực tiếp cho Hoàng để Hoàng hướng dẫn cách sử dụng cũng như là cách nhìn bảng, đúng không ạ? Ok, chúng ta nhìn một chút vào cái biến động ngày thì sao? Ở biến động ngày thì ở bên tăng vẫn đang hoàn toàn lấn lướt cái bên giảm, đúng không ạ? Và thậm chí là ở bên tốc giảm này còn không giảm đủ quá 6 mã. Và 6 mã này thì bao gồm BVH, Vinamilk, HDC, BIP, Sabeco và PDR, đúng không? Còn lại thì đa số là đều đóng cửa ở mức giá tăng. Và cái số mã nằm trên đường MA20 của ngày hôm nay thì tăng rất là mạnh so với ngày hôm qua. Hôm nay là tăng đến tầm khoảng gần 30 mã. Thực sự là rất kinh khủng. 30 mã. Thì thị trường hiện tại vẫn đang có một cái đà đi lên thực sự là rất là kinh khủng, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy, cùng xem lại quá khứ này. Đó, từ cái hôm mà thấp nhất là 8 bắt đầu tăng dần, đúng không ạ? Tăng dần 11 này, 21 này, 31 này, 34 này, 25 đây phần điều chỉnh, đúng không ạ? 34, 53 và đến ngày hôm nay nó là 82 mã. Và theo thống kê mà, thống kê cái phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục tăng mạnh, và kèm theo vào đó là cái sự áp đảo của bên tăng. Và những cái mã cổ phiếu giảm điểm hôm nay thì cũng không phải giảm điểm quá mạnh, trừ PDR là một cái mã duy nhất bị khóa sàn. Còn lại nhìn chung là tương đối là tích cực và cũng chưa có xuất hiện những điểm gì xấu. Danh mục leading 1 tăng mạnh thì chứng tỏ dòng tiền vẫn đang đi vào thị trường rất là mạnh. Leading 6, leading 3 thì anh chị nào mà chưa hiểu về cái leading ấy thì đây là những cái mã mà tiệm cận những cái vùng đỉnh 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Và tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến mã leading? Bởi vì khi mà tiệm cận những cái vùng đỉnh này và vượt đỉnh những cái mỏm đỉnh 3 tháng, 6 tháng này thì cổ phiếu sẽ gặp càng ngày sẽ càng gặp ít cản, đúng không ạ? Và cái việc gặp ít cản thì sẽ khiến cho cổ phiếu có thể lên một cách dễ dàng hơn so với những cái mã mà đang ở dưới đáy, ngụp lặn dưới đáy, đúng không? Đó. Ok, thì chúng ta sẽ đi nhanh vào và vào cái chiến lược thị trường của phiên giao dịch ngày mai. Đó, ngày 29 tháng 11. Và chúng ta cần phải lưu ý những cái gì và tập trung những nhóm ngành nào thì Hoàng cũng sẽ giải thích và cũng sẽ chia sẻ ngay sau đây. Cái đầu tiên đó chính là khi đối với anh chị nào mà theo dõi những cái video trước của Hoàng ấy, thì Hoàng cũng đã có view khi mà thị trường quay lên quay lên test cái ngưỡng 985 và sau đó quay đầu thì Hoàng có view về 930 cộng trừ 5. Và đây cũng là cái mà Hoàng đã lưu lại lịch sử. Thì anh chị có thể quay trở lại xem những cái video đó của Hoàng. Hoàng có view về 930 cộng trừ 5. Sau đó sẽ quan sát cung cầu ở đây và để quyết định giải ngân tiếp. Và cho đến ngày hôm nay thì index đã tăng đâu đó khoảng gần 80 điểm từ vùng 930, 934 ở cái phiên giao dịch ngày thứ 5 tuần trước, đúng không? Và đến đây là gần như là có thể nói là phiên này là phiên bùng nổ theo đà được. Đó, có thể nói là bùng nổ theo đà được. Tuy nhiên thì cái lý thuyết ở đây là gì? Là 80% cái xác suất mà bùng nổ theo đà mà xuất hiện ở đáy thì thường thường là fail. Và cái quan điểm của Hoàng thì những cái mã cổ phiếu khỏe như VIX, như BIT ở giai đoạn vừa rồi thì đang cho chúng ta thấy những cái dấu hiệu điều chỉnh. Và những cái mã này là những cái mã khỏe và lên trước, và mà nó đã cho chúng ta những cái dấu hiệu điều chỉnh, bắt đầu điều chỉnh, đúng không ạ? Thì thị trường cũng sẽ có xác suất khả năng là đi theo những cái mã này,
đó, gần như là VIX và BIT nó là leader của thị trường ở giai đoạn trước, và đến ngày hôm nay thì đang cho chúng ta thấy cái dấu hiệu quay đầu. Và đây cũng hoàn toàn là cái cơ sở để chúng ta có thể view là index sẽ quay về test hai cái gap, đó là trước mắt đó là quay về test 9, quay về test 970 đúng không ạ? Trước mắt là 970 cộng trừ, sau đó sẽ quay về test 947. Thực ra đây là một kịch bản tương đối là xấu. Tuy nhiên chúng ta phải có một cái nhìn thực tế rằng index đang ở đáy lên và sẽ gặp vô cùng nhiều cản ở phía trên, đúng không ạ? Vô cùng nhiều cản ở phía trên thì cái việc mà xảy ra rung lắc, xảy ra điều chỉnh nó là điều tất yếu. Và những cái cuộc điều chỉnh như thế này thì sẽ là cái cơ hội để mua, đúng không ạ? Chứ không phải là cái việc xấu xảy ra là index có thể phá đáy hay là index bục đáy này kia, thì Hoàng sẽ không view là như thế. Điều chỉnh là để cho chúng ta mua, và chúng ta nên tập trung vào những cái nhóm ngành mà đang khỏe và dẫn dắt thị trường ở giai đoạn hiện tại. Cụ thể có thể như là ngân hàng, thép, chứng khoán và một số những cái mã cổ phiếu về bất động sản. Bởi vì cái nhóm bất động sản vẫn đang cho thấy dấu hiệu phân hóa, đúng không ạ? Vẫn đang thấy dấu hiệu phân hóa rất rõ ràng. Thì chúng ta cần phải chú ý, không phải mã bất động sản nào chúng ta cũng mua được đâu nhá. Thì ưu tiên những cái mã nào mà tạo đáy và đủ vốn, và đặc biệt là phải có mô hình như index hoặc là khỏe hơn index. Ví dụ những cái mã như là DXG này, NLG này, đúng không ạ? Rất khỏe, tương đối khỏe. Ngoài ra một số những cái mã khác như là DIX cũng ok, DIX được, SCR đúng không ạ, CII, KBC, KSB đó. Thì Hoàng view là có thể xảy ra một cái cú điều chỉnh về test gap 970 cộng trừ, và đó chính là cái điểm mua cho những anh chị nào mà đang chưa có hàng, cũng như là cái việc mà chúng ta, những anh chị nào mà đang kẹp hàng mà muốn trung bình giá thì có thể là xảy ra cái cuộc điều chỉnh vào ngay sáng mai, ngay ngày mai, rất có thể đó. Và bắt đầu index tiệm cận đến cái vùng kháng cự là MA200, đúng không ạ? MA200, MA250 đó. Thì những anh chị nào mà chưa có hàng ấy thì cũng rất là cần phải bình tĩnh. Chúng ta không nên quá là vội vàng để quyết định mua, bởi vì thị trường một khi đã tạo đáy thì chúng ta không có việc gì phải sốt ruột nhảy vào mua đua cả. Bởi vì trong một cái giai đoạn thị trường tăng thì ai cũng sẽ có phần, và chúng ta nên tận dụng những cái nhịp điều chỉnh để chúng ta có thể mua vào, để chúng ta có thể nắm giữ ở một cái vị thế tốt nhất cho mình. Chứ tránh những cái trường hợp mà ví dụ như anh chị nào mà mua đua phải những cái phiên như thế này đây, và về hàng về phải cắt, đúng không ạ? Đó, hàng về phải cắt. Đó, nhóm ngành chứng khoán hôm nay vẫn rất tốt, HCM, SSI, đúng không ạ? Đều ở trong một cái trạng thái tương đối là tốt và tích cực. SHS, FTS đều rất tốt, đúng không ạ? FTS, VND hoàn toàn chúng ta có thể mua được nếu như thị trường xảy ra một cái nhịp điều chỉnh. Điểm qua một vài những cái mã ngân hàng. Techcombank hôm nay rất tốt, đóng cửa dần. Thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì có Techcombank và LPB đóng cửa ở mức giá trần, là những cái sự ưu tiên nếu mà cho những anh chị nào mà
muốn cố gắng giải ngân ở phía này thì có thể xem xét hai mã này được. Bit ACB đó, thì nhìn chung là thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạo đáy rồi, và việc chúng ta cần làm ở giai đoạn này đó là tìm những cái điểm tìm những cái điểm mua phù hợp, tìm những cái cái thời điểm mà chúng ta mua để nắm giữ những vị thế tốt nhất, tránh mua đuổi ở những cái phiên mà nó FOMO quá, dẫn đến cái tình trạng là nếu như xảy ra điều chỉnh thì chúng ta sẽ bị những cái tâm lý tương đối là nặng nề. Ok, thì cái video của Hoàng đến đây là kết thúc. Thì những anh chị nào mà đang theo dõi cái video của Hoàng mà cảm thấy Hoàng chia sẻ những cái có thể sát với thị trường thì anh chị vui lòng ủng hộ Hoàng bằng một like cũng như là một theo dõi anh chị nhé. Và anh chị nào mà muốn tham gia vào cái nhóm view thị trường và trao đổi của Hoàng để cập nhật những cái thông tin về thị trường một cách nhanh nhất thì anh chị có thể cập nhật có thể vào link mà Hoàng để ở phần mô tả, đúng không ạ? Đó, ok, video của Hoàng đến đây là kết thúc. Hoàng xin cảm ơn.